Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Ở video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ động cơ Vsai 24V 500W là hàng bãi. Hàng này là hàng của xe người già, xe lăn. Các bạn có thể mua về để chế xe 3-4 bánh hoặc xe cho người già đi cũng được. Cái này là mình hàng này mình thanh lý nhé. Giá của nó là 1.300.000 đồng. À, chỉ bao gồm như vậy thôi. Đấy. Đây mình sẽ chạy thử cho các bạn coi. Đấy, nó rất là êm. Không chưa? Chữ sa bắc của ông gì? Này. Cái này có phải cái anh thoại không quên? Đây là video test tốc độ này. Của nó là 220 vòng trên phút nhé. Đây là một bên này nhé. Nếu đo bên kia cũng cùng tốc độ thì là 200. Anh dừng lại. Đấy, cắm lên. Bên này là 190 vòng trên phút. Bây giờ 190 vòng cộng với 220 vòng là ra 410 vòng. Thì chia đôi ra thì tốc độ của nó là khoảng 200 vòng trên phút các bạn nhé. 200 vòng trên phút. Thì các bạn cứ tính tốc độ bằng cách là các bạn lấy cái chu vi bánh xe các bạn nhân ra thôi. Nhân với số vòng, số nhân với này số phút. Thì các bạn cứ lấy chu vi bánh xe các bạn nhân với này số vòng và nhân với 60 thì nó sẽ ra km/h. Đấy, công thức tính nó là như vậy. Thì mọi thắc mắc về cái sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cái trục này của nó là trục 17mm nhé. Đấy. Thì các bạn làm xe này, cái này của nó là 47cm. Chiều rộng. Đấy, thì các bạn về các bạn thích thì các bạn làm dài ra thì tùy các bạn thôi. Còn nguyên bản của nó là như vậy. Cái này là phanh từ này. Phanh từ thì mình không dùng đến đâu các bạn nhé. Cái này nếu mà các bạn dùng thì các bạn phải bỏ ra. Bởi vì khi nó đóng vào nó bó cứng động cơ luôn. Thì nếu như các bạn muốn sử dụng cái phanh từ này thì các bạn phải kết hợp với này cái hệ thống điện. Cái này nó phanh từ là nguyên lý của nó là như thế này nhé. Các bạn cấp điện vào cái 24V và cái củ quận trở này. Thì nó lập tức sẽ bó cứng cái động cơ và lại. Đấy. Thì nó trên cái bộ điều khiển của nó phải đồng bộ. Khi các bạn cấp điện ở đây thì đồng thời các bạn phải ngắt điện ở trên cái ga ra. Để tránh cái trường hợp là động cơ vẫn hoạt động. Ga này kéo lên thì nó sẽ bị bó cứng, nó dễ cháy điều khiển. Đấy. Thì các bạn nào mà muốn sử dụng cái phanh từ này thì các bạn phải dùng công tắc kết hợp. Tức là khi mình đóng cái phanh này vào thì đồng thời là mình phải đóng cả phanh điện. Trên một số cái dòng điều khiển nó có những cái phanh điện đấy. Thì mình sẽ kết hợp cái công tắc cái vào, nó cũng không khó đâu. Đấy, thì tùy theo các cái ứng dụng để các bạn có thể sử dụng nó nhé. Phanh từ này vẫn hoạt động này. Các bạn nào muốn sử dụng nó cách thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng. Nó cũng không khó đâu, ở trong này nó có dây điện đây này. Đây. Đấy. Đây nó có cái dây điện này.
Đấy. Khi các bạn đóng cái điện 24V vào cái này này thì cái phanh nó sẽ đóng lại, nó bó chết động cơ luôn. Thì các bạn khi các bạn bật công tắc để cho cấp điện vào cái đây và cái củ phanh này thì cái công tắc của bạn nó phải có là công tắc kép cấp điện vào đây, thì đồng thời là ngắt điện của cái thằng động cơ này. Thì các bạn chỉ cần dùng công tắc 6 chân là các bạn có thể làm việc được cho cái này các bạn nhé. Ông này đóng thì ông kia mở, ông kia mở thì ông này đóng, hai ông cùng kết hợp thì nó mới mới hoạt động nhé. Đấy. Thì các bạn mua hàng thì liên hệ 0983 818 955. Giá con này là 1.300.000 đồng nhé. Có thể tải trọng tầm 200 kg đổ lại.